Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ đi solo squad map Kakarin anh em. Lâu lắm rồi mình không có quay trở lại cái map này. Kể từ hồi ra mắt cái sự kiện nhiều quá trên Irango hoặc xanh hóc anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ làm clip solo squad anh em nha. Thì hôm nay sẽ nhảy vào L23 vậy đó anh em ơi. Nhưng mà có sao không có ai đây trời. Nhiều lúc súng ra anh em à. Thì mấy cái map đầu mùa này thì chắc có thể là boss khá nhiều và người chơi sẽ chơi mấy cái map sự kiện thôi anh em ơi. Và anh em thì cứ tranh thủ chơi mấy cái map này. Nếu mà anh em chơi giải trí để tập luyện bắn tầm trung với tầm gần hoặc là tầm xa chứ không được rất xa nha, thì chơi M4 đi. Mình tập bắn và xử lý những cái map gần như thế này để quen tay và mình có thể chơi những cái map lớn hơn như Irango hoặc là Mirama. Rồi, có người nè anh em à, má có thằng kinh con nó đang bắn boss. Nghe tiếng rồi nha bạn, nghe tiếng. Ủa, nó đây bắn. À đây đây thằng này chuyên gia giết boss. Mày chạy đi đâu thằng anh con này. Ủa, giết boss không gạt luôn nè. Tranh thủ cơ hội. Có con mod nó đang bò. Mày bò đi đâu, bò đi đâu. Kiếm gì nữa bé, kiếm thằng nào bắn hay gì. Mày lì nhìn. Nó đứng ở đây nó nhìn mình anh em. Úi dồi, hết sọt luôn anh em ạ. Đậu phòng nó đứng nhìn mình kìa. Chạy, mày chạy đi cút. Chạy đi đâu mà chạy. Takoyaka gì ha, tính tên thằng quắc mặt mày bỏ. Ủa, lắc đời anh em, lắc đời thôi để mình chả có đồ gì hết anh em. Mình hãy giờ lút sơ sơ định nói chuyện với anh em tí mà có tim nó bắn sao mình lên mình bắn nó ra nè. Mẹ lên nó lên nước mà nó lút tào lao chắc nó cứu mẹ xong rồi anh em à. Thường cho mấy cái map Kakarin này anh em hãy để ý hai bên nha. Hai bên đồi núi chập trùng nhưng mà không có đất nằm khỏi được đâu anh em à. Để em lên xử lý cái team này ra. Chắc giờ này nó cứu xong mẹ nó rồi chứ còn đợi gì nữa. Chơi cái map này được cái là không có gắn anh em à. Chắc gắn luôn. Rồi nó mới để bò đâu mất mẹ luôn. Ố, đây bên ngoài anh em à, bên ngoài. Nó sao cái nhà này thì phải. Ủa, nó đâu rồi. Rồi, ở trên anh em à. Có tiếng ở trên lực cực trong nhà. Ôi mày làm giật mình ta. Chết, mẹ yếu máu rồi nè. Mẹ yếu máu. Con nào đá đây không? Mày đá đây mày đó. Hơi lì đó. Xong rồi lại quấn bằng đất cho đá đây mà. Sau lưng vẫn còn tim. Ghế nhảy luôn. Ghế nhảy như gà. Ôi giời ơi. Ghế nhảy như gà luôn em mà. Nãy mình lo lút nhanh quá. Mình không có được cái mép chết nào hết. Nên có gì chơi đó thôi em ơi. Chắc ông nội này đang cứu thằng nào đó thì phải. Đang cứu đồng đội của anh ta. Rồi. Rồi bé ơi. À ở dưới anh em à. Ở dưới nè. Bò đi. Ủa. Không cứu thì gạt luôn. Không cứu thì gạt luôn. Chứ còn nói gì nữa. Có đẩy lên không? Có đẩy lên không bạn ơi? Nó vừa nó cứu thằng kia anh em à. Thằng này đang bơm máu và thằng này thằng kia thì nó lại đi vòng quanh nó canh chừng anh em à. Nó nghĩ cũng ngộ, có đôi lúc tim nó hơi ngộ sao nên thằng này cứu thì thằng kia quấn má chứ sao. Rồi ha, thằng nó tính đẩy mình hay gì đây. Đâu rồi. Bò không cứu luôn anh em à. Má chơi nấp luôn à. Nó vô nhà rồi thì phải. Thế mà này cái rồi. Nó vẫn còn đi. Nó vẫn còn lì anh em à. Nó vẫn còn lì. Rất lì luôn anh em à. Mẹ nó bắn đau. Đau quá này mà. Má còn một chấm máu luôn à. Mẹ nè, không có nước mà chết mụ nữa rồi anh em. Má, kinh quá. Vô lướt miếng đồ coi. Ôi ôi, mà bốn cái tiểu luôn này. Rồi, sau lưng vẫn có tim luôn. Bắn nhau loạn xạ, loạn chọn. Nhưng mà thôi, để mình đi lướt đồ đá đây mà. Quá, chạy súng cái tiểu nè. Thấy mời tư ra bắn xa ra. Mời tư này có lướt cấp 6 mà hơi bị im luôn. À, mình quên nói với anh em là khi mà những cái trận đầu mùa này thì anh em lên cày KDA thì có thằng nào đấy lên anh em. Rồi, tiếng này là boss thôi anh em. Thì anh em chơi mấy cái map mà thường mà anh em ganh bạc hoặc là ganh kim cương thì anh em chơi mấy cái map Kakarin này dễ cày kêu lắm anh em ơi. Còn chơi map Irango đông lắm anh em. Mẹ thằng boss. Thì Irango thì nó có hồi sinh ngay hồi sinh liền. Còn cái này thì chết thì cái như hẹo luôn anh em. Nhưng mà những cái trận đầu mùa như thế này ít người chơi lắm. Nhưng mà đa phần là boss thôi. Anh em nào muốn luyện tay hoặc là mới tập chơi thì anh em nên chơi cái map Kakarin này. Rồi có thằng nữa anh em ơi.
chỉ có thể là em đó là boss thôi đấy. Mày nhanh đi đâu đó mày nhanh. Rất nhanh nhưng rất nguy hiểm. Ủa thằng nào? Bắn một phát coi nào. Cái nào đen đen ở dưới nhỉ? Có đứa nào không? Sao thấy ở dưới đen đen ha? Thì cái map này y như cái map sa mạc thu gọn đó nè. Anh em nào ghét nằm cỏ gặp rắn thì anh em cứ chơi cái map này. Có thằng nó kiếm ăn nè. Mẹ nghe bắn cái đùng cái chạy lên liền. Trời ơi cái bờ không biết con sao ta. Chết mẹ quăng lộn rồi nè. Ui trời ơi. Quăng lộn rồi đứng đây nấp rồi đây. Đó cái bờ này nó nổ nó cũng ra cũng nấp đó. Ui chạy vô đâu kiếm ăn mày. Mày kiếm ai ở đây. Nè thằng này kiếm ăn nè. Để ăn thịt ta hết về đây. Cuối cùng thì cũng lại xong đời nạp mạng thôi. Đóng cửa lại đã. Ui đồ nhiều dữ ta. Đồ nhiều thế. Rất đồ đã đi mày. Làm thêm cái tay cầm nữa coi nè. Và hiện tại thì mình nãy giờ thì mình chơi với anh em là cái cây khẩu G36C này mà. Khẩu này là hình như là bị lãng quên khá là lâu rồi. Từ cái ngày mà mấy cái map sự kiện ra những cái khẩu súng mới. Và thường thì anh em sẽ bắn M4 ha. Tại vì cái map G36C này chỉ có những cái map Kakarin này hoặc là map Pichandi thôi, chứ còn mấy map Irango thì nó lại không có anh em ơi. Gần như anh em lãng quên và chỉ xài những cái khẩu súng AUG thôi. Nên mình đẩy qua cái đầu này có ai không mà theo thấy xác lãnh khên như thế này. Rồi boss luôn. Nút hết rồi. Rồi bo vẫn còn. Đó. Thì cái cây G36C này nó chỉ có 3 phụ kiện thôi anh em ơi. Đầu nòng, tay cầm và hình như là bán súng thì phải. Ôi, trời, 4 hòm sát luôn làm giật mình anh em à. Mẹ, tự nhiên bố tưởng 4 thằng nằm cho nó dí súng vô thì cái chi chết mỡ luôn anh em. Đó. Thì cái khẩu G36C nó ghen thì vừa không bắt. Thì cái cây này bắn khá đầm tay và dễ kiềm hơn nữa anh em à. Nếu anh em xài tay cầm đứng là thấy như nó đứng im luôn. Nhưng mà tốc độ bắn hình như bắn không bằng AUG thôi. Nhưng mà đam thì chắc có thể là sẽ mạnh hơn nha. Theo như mình nghĩ thì đam có thể mạnh hơn. Nhưng mà game là ổn lắm anh em. Nó không thua gì cái AUG đâu. Nhưng mà map Irango thì lại không có cái khẩu này. Mà hiện tại thì map Irango có cái khẩu Famas anh em. Famas trong hầm thích á. Và mình khuyên anh em thì nên gắn cái âm Red Dot nó vào. Và hiện tại thì cái skin bên Famas bên hầm thính ở trong Irango thì nó đang hình như mình nghĩ là nó bị lỗi rồi đó anh em. Khi mà anh em không gắn cái tầm ngắm nồng chấm đỏ đấy đót vào thì nó bị hòa cái nồng ngắm bự lên đó, làm cho chúng ta khó bắn thôi. Nhưng mà tốc độ cực kỳ nhanh anh em à. Cái pha má tốc độ cực kỳ nhanh, khóa giáp cực kỳ khủng khiếp khi mà dùng cận chiến. Ủa thằng nào đi đấy? Đây là thằng boss nữa rồi anh em. Anh em cứ nghe là mình chơi map này toàn boss thôi. Đó anh em thấy không? Nhưng mà không phải thằng nào cũng là boss. Chỉ có là tỷ lệ hên xui thôi. Nhiều khi nó lại là người không 50-50. Nó lại quá ngon anh em à. Vô chúng nó cứ giết nhau và mình hưởng thụ thôi. Chứ phần cài ganh thì cũng điểm nhanh lắm. Cứ 1/4 điểm 5 điểm này thì cứ như 4 trận thì nó cũng lên nhanh thôi anh em. Tầm vài phút thì nó lại có điểm. Nhưng mà nếu mà anh em chơi cái map này để cày ranh thì mình khuyên anh em thì nên bỏ đi. Anh em nếu cày ranh thì nên chơi đi biết để cho nó lẹ hơn anh em à. Còn cái map này anh em chơi chút xíu lại hết ngờ rồi không có được điểm bao nhiêu đâu. Tầm vài 3 điểm à. Rồi thằng boss chạy nữa. Mày chạy đi đâu đây? Anh em thấy không? Mình vô chơi là sao toàn boss không? Đi solo sao boss toàn boss không? Đó. Không phải là mình không lấy người ta anh em. Tại nó cho boss thôi. Rồi có cái thính luôn này. Vừa lút thính cái coi. Rồi thằng nào nó vừa đi lại đây. Ủa đây, thằng boss nó bắn nữa anh em ơi. Đùa ha. Cái khẩu MG3 này thì muốn bắn xa. Ủa thằng nào nằm đây. Mày nằm ở đây làm cái gì? Nãy giờ đang bắn nó đứng cam mình anh em. Hay thiệt sự. Cái khẩu MG3 nó ghen này thì cái khi mà chúng ta chỉnh tốc độ đạn 660 thì có thể xấy xa nha. Còn anh em nào mà chỉnh 990 thì chúng ta có thể để bắn tầm gần thôi. Mày chạy đi đâu, mày chạy đi đâu, kiếm chỗ đất hả mày? Mày chạy,
mềm thế không? Ủa, bên phải nữa. Bên phải nữa làm tao giật cả mình. Nhạc luôn, nhạc luôn. Nhanh bắn lẹ rồi. Đó, cái khẩu G36C là ra này cực kỳ ổn định luôn anh em thấy không? Tuyệt vời. Combo này cũng là bá chủ đấy, nhưng mà chơi map Bikini thôi. Để hôm nào mình sẽ làm clip solo squad Bikini rồi, không biết còn ông nào chơi đâu anh em ạ. Ôi trời ơi, nó giật rồi. Hiện tại giờ người ta đa phần chơi những cái map mà nhiều siêu kiện hoặc là có thể hồi sinh nhiều anh em ạ. Chứ còn mấy cái map thường thường mà vô chết rồi nó bỏ luôn thì ít ai chơi lắm. Nó như cái map Kakadi này chết thì cứ như nó out luôn anh em ạ. Limit thì bây giờ có hồi sinh này. Từ hồi cái ngày Limit ra thì người chơi đổ xô vào đó khá đông anh em. Nó bỏ lắm, tiêu rồi ta. Thằng lẽ mới vậy xong nó bỏ mất mẹ luôn á anh em. Đây lại không thấy người nữa này. Nhưng mà anh em cũng không sao đâu. Chơi map này chắc chắn là anh em phải biết là những cái thời gian đầu này là đa phần là bot. Mình sẽ cố gắng làm nhiều clip trong một tuần hơn cho anh em nha. Dạo này cũng thấy bệnh trở lại rồi anh em à. Đâu à, còn có 10 ông nữa đi ra lẹ đi làm cho nó kết thúc nhé mà. Má thằng này đứt nữa. Đây. Đó rồi. À đây xách xuống chạy. Xách xuống chạy. Chạy đi đâu nữa mà chạy. Giờ chắc còn mình nghĩ là chắc còn chỉ là boss thôi anh em à. Boss này giờ thời gian nào ít ai chơi lắm. Cuối mùa nó mới đông. Cuối mùa nó mới đông anh em à. Ghê vậy bạn. Bắn dữ vậy. Chạy. Lút cái gì mà lút. Lút cái gì mà lút. Má hồi nãy thằng kia nó bắn mình còn tí máu luôn. Giờ còn sợ nữa anh em à. Ba bắn gọn hồi hết đạn qua lút đồ ra đây. Đây. Mẹ thằng bớt làm gì cháu này. Vô qua được cái áo kỹ rồi nè. Ok. Và cuối cùng mình cũng đã làm xong cái clip này anh em à. Anh em nào muốn tập bắn thì anh em có thể vô cái map Kakadi này nha. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha. Và clip sau sẽ cố gắng làm cái map Bikini anh em à. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em.